về thất nghiệp, anh em chúng ta sẽ cùng nhau đi nghiên cứu và sửa bên nhé. Đây các bạn nhìn này, đây là cái carpet của Giga, thì ở đây nó tương đương với đó là quạt quay không liên hình. Đây cùng cấm cho các bạn xem, không cần cấm ram nhé, vì ở rất nhiều video mình đã chia sẻ. Đây các bạn này, quạt nó quay mãi này, không liên hình này. Rất nhiều video mình chia sẻ là chỉ lên hình khi những cái cốt ở đây nó được nhảy cộng với là cái đèn này nó phải sập xuống. Và đây là cái dòng chuyên dụng để cho test cái dòng Giga này. Và khi nó bị này thì chúng ta hiểu ở cái trạng thái này người ta gọi là đang bị thiếu nguồn hoặc treo đèn reset. Cách đơn giản nhất thì các bạn lật cái bên ra như này. Các bạn nhìn thấy nguồn với co này, các bạn đo nhé, để mình đặt đồng hồ cho các bạn. Đây. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, nó mất nguồn với co. Chỉ khi nào nó có cái nguồn này thì nó mới đủ điều kiện để chạy, đủ còn cần nhé. Khi chúng ta đủ chúng ta còn cần nữa. Hoặc các bạn có thể đo tắt đây. Những video này thì quá là đơn giản với anh em thợ sửa bên rồi. Vì vậy có lẽ là làm cho anh em thợ sửa điện tử thôi. Mất này các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sửa chữa nhé. Các bạn sẽ đo lùi về đây, các bạn hiểu chưa? Đây là nguồn 0.9 này, hay còn gọi là VCCSA, nguồn cấp vào cái khối Vega của Cebu. 1.05 này có đủ này, 1.8 có đủ này, và 1.05 cấp cho PCH là chipset có đủ này. Và chúng ta có thể đo nhanh. Cái này thì các bạn làm nhiều các bạn nhớ thôi. Các bạn làm nhiều các bạn nhớ là chân số 9 của IC nguồn Vco. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa? 1.05 vậy là đã đầy đủ, gần như đầy đủ hết cái điều kiện để cho con IC này hoạt động. Vậy bây giờ nó có hai nguyên nhân, và 2 đến 3 nguyên nhân như sau. Một là bản thân con Cebu này chết thì nó không sinh ra nguồn. Hai là IC dao động này chết không sinh ra nguồn. Ba là còn một yếu tố gì đó đã khóa không cho con IC dao động này nó hoạt động thì nó sẽ không sinh ra nguồn. Và bây giờ chúng ta sẽ thử đi vứt linh kiện nhé. Có những thứ các bạn làm theo thành công và có những thứ các bạn làm theo nó sẽ bị rủi ro. Vì vậy là cái mình vẫn muốn nói các bạn là không làm được thì thuê. Chúng ta có thể thuê đẻ thì thuê sửa cũng là chuyện hết sức bình thường, không có vấn đề gì cả. Còn ông nào muốn thuê làm người yêu các ông sửa chữa thì liên hệ với tôi. Đây nhá. Chúng ta bỏ ra ngoài và bây giờ chúng ta sẽ thử lại. Cũng có thể là được và cũng có thể là không. Nếu được thì video này sẽ được up cho các bạn. Còn nếu không thì video này sẽ không xuất hiện trên YouTube. Đơn giản vậy thôi. Để che bố này lại cho nó xúc động, một tí nó xúc động. Đấy, các bạn thấy nó sập rồi này. Ồ, nó không khởi động lại. Đây, chúng ta kích vào đây. Đây, nó vẫn treo này các bạn. Vậy là video này sẽ không được lên YouTube. Quá buồn cho một cuộc tình. Có rồi, vẫn có thể là đang bị cái tình trạng là mình mới khò xong và nó bị nóng, nó không chạy. Hoặc là con Cebu này nó quá bẩn. Bây giờ chúng ta sẽ vệ sinh. Cho nó uống một tí nước thánh. Che tay rồi mà không thoát khỏi nguy hiểm. Đây. Tắt đi. Các bạn nhìn nhé, Tùng sẽ nội ngửa ra cho các bạn. Nơi nó mất Vco đúng không? Đấy, các bạn thấy có Vco chưa? Còn đây là Vbus, chúng ta đo lại. Đây. Thấy chưa? Còn đây là cái tín hiệu VDMGD, tín hiệu báo nguồn tốt của nguồn Vco. Còn đây là tín hiệu Cebu reset, chúng ta đang cưỡng ép nó có nhé. Nó đang mất, vì chúng ta đang cưỡng ép nó có. Và cái đèn reset chúng ta vẫn treo này. Một con men sửa đôi khi nó không chỉ là một bệnh. Ví dụ như con này không phải là một bệnh mất Vco không. Đến khi chúng ta đã có nguồn Vco, có tín hiệu báo nguồn tốt của nguồn Vco mà nó chưa sinh ra được cái tín hiệu sập cái đèn reset này, chưa sập được cái đèn này, thì chúng ta chỉ có hai cái nguyên nhân nữa ở đây. Các bạn để ý, chúng ta còn hai nguyên nhân nữa. Mình tắt cái này đi đã. Một là chân số 63 hay 68 của IO chưa có tín hiệu PWR OK.
hoặc là PWZGD 2 là bản thân chipset chết. Đến nước này thì cứ viết cái cáo khó chia buồn trước cho cái main này. Main rất đẹp nhưng không phải là bất kể cái sản phẩm nào mang đến thợ người ta đều có thể cứu sống cho các bạn. Vì vậy là những cái mà chúng ta không làm được chúng ta đi thuê vẫn thất bại. Thuê thằng khác đẻ, thuê bố phải thằng không làm ăn được gì. Quá buồn cho con main. Cảm ơn các bạn.